Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Solly Chicken Sliver. Let's go. Ok. Một tay bắn tỉa ở bên này. Sao đến mod rồi. Wow, một tay bắn tỉa rất là xa. Ok. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Race Rush. Let's go. Cũng của hãng Say Game. Ok. Thank you.
tiếp tục vào. Level 49, ok. Wow, con xe đi rất nhanh. Xem con xe nào không. Vẫn xe chở bom. Xe tăng. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo. Sleeper, Body Assassin. Play. Listen. West Hall. West Hall làm hai. Boom. Ok. Mình sẽ nâng cấp thêm. Kinh sơ taxi. Tiêu diệt tên taxi nào. Tiếp tục sẽ đáp tập. Và nâng cấp tiếp thì với chơi được. Vẫn chưa đủ. Cái này các bạn phải đợi thời gian. Và sau đó thì các bạn sẽ có thể đi đánh rất tiếp. Hạng mục khác. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ tư. Sleeper Hollow 2020. Start game. Listen. Ok. So man, let to the woman. Nữ sinh. Không phải rồi. Oh my god.
Richie. Không phải luôn. So man đấy. To a woman. Chẳng lẽ hai người này cũng không phải. Oh my god. Có thể là người này không phải. Đó, có thể mình phải đợi. Oh my god. Hay là anh chàng đội mũ này nhờ. Để mình sẽ thử ra. Chuẩn rồi. Vẫn chưa đủ tiền. Mình sẽ upgrade cái này đi để làm nhiệm vụ tiếp theo. Vẫn chưa đủ. Oh man. Ok. No smoking. The smoking one. Là một người hút thuốc. Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Jolly Chica. Let's go. Tiếp tục vào. Thank you.
Oh man. Ok, lại thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. So man is white hat. Anh chàng chắc là anh chàng cầm vali xanh. Oh my god. Smoke, một anh chàng hút thuốc. Đây rồi. Update nào. Green. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hitman Sniper. Let's go. Wow. Wow, ông già Noel. Rất là hài. Ở từ game này các bạn sẽ phải đi mình sẽ nâng cấp đây đi bảo vệ anh chàng này. Broken again. Keep a lookout for me while I patch this up. Zombie xuất hiện. Wow. Oh my god.
Whisper. Keep your eyes peeled. It's too quiet. We're far. Oh, God. They're coming. We're fine. Oh my God. Wow, rất là đông. Wow. Mình sẽ chọn đam đi. Ok. Final World. Đây chắc là một zombie khổng lồ. I don't like it. Ok. Hai viên thôi. Ông đã chết luôn. Chiếc xe đã sửa xong. Và anh ta đã đi được rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Some sauce. Let's go. Bắn mỗi cái này thôi. Chắc là lầu 2 cả luôn. Đó thành công. Tiếp tục nào. Các bạn có thể mua súng khác cũng được. Hoặc các bạn có thể bòn tiền. Sau đó thì mình sẽ mua những cái khác. Chỉ cần một viên thôi. Được cả. Ok. Let's go. Không được rồi. Ok. Còn hai viên nữa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Again Action. Cũng của hãng Say Game. Let's go. Start game. Oh, mình sẽ chọn khẩu súng đi. Hai con robot. Wow. Thank you.
rất là đông. Còn lại nếu mà có súng thì mình sẽ chọn khẩu súng tiếp theo. AK-47 đi. Ok. Thì mình sẽ chuẩn bị gặp boss. Mình sẽ chọn giáp à. Continue. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Sleeper Try. Let's go. Từ hôm nay thì các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng cảnh sát. Sau đó thì sẽ đi tiêu diệt những tên cướp. Hoặc là tiêu diệt những băng tội phạm. Một tựa game cũng khá là hay. Có điều từ game này khi vào thì nó lag game hơi chậm một chút nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào nhiệm vụ tiếp theo. Let's go. Không hiểu sao quả vừa rồi lại không trúng. Mình không hiểu tại sao này không được luôn, trúng luôn. Hay là mình bắn vào giáp họ nhỉ? Oh my god. Lạ thật. Rồi, mình sẽ phải lại rồi. Ok. Thế là các bạn bắn sẽ bỏ giáp đi. Còn mấy anh chàng ở đây nữa.
Rồi, bật lên, let's go. So. Screen 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thử game tiếp theo. Bullet Try. Let's go. Bullet Try, Sleeper. Start game. Let's go. Mình đã bị ăn chở ở xa bắn. Đâu rồi? Đâu rồi? Rồi, mình có thể vào trong ngôi nhà này. Cho an toàn. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Sleeper Fury. Wow, tựa game này có vẻ vào chậm hơn cả tựa game vừa rồi. Let's go. Okay. Start game. Mission. These are upgrades. Okay. Good luck out there. Whoa, 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 whoa. Thank you.
So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.